Thưa quý vị và tiếp theo vẫn sẽ liên tục là một tin liên quan đến Covid-19 vào ngày 21 tháng 3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh đã phát đi thông tin khẩn kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar Burhat tại đường số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2 trong vòng 14 ngày trước đây khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế. Được biết thì quán bar Burhat này là nơi phi công người Anh mắc Covid-19 là bệnh nhân số 91 đã đến vui chơi nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 để để bảo vệ sức khỏe cho từng cá nhân và cho cộng đồng, cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh đã kêu gọi những khách hàng từng đến quán bar này trong vòng 14 ngày trước khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm. Ngoài ra thì đề nghị tất cả những người có thể đã tiếp xúc với những khách hàng từng đến quán ba trên trong vòng 14 ngày trước, hiện đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác liên hệ với cơ quan y tế địa phương gần nhất để được kiểm tra sức khỏe và hướng dẫn phòng ngừa lây nhiễm.